tôm cứ ngắt luôn nè. Rất là ngon. Bùng trên. Rất là ngon. Tới luôn. Riêu củ đồng quá sức. Có một cái thất bại luôn. Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên thì Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bạn được thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay Sơn cũng được có một bạn đi sò nhái hàng đêm, cái nó bắt được ít cua, nó tặng mình. Sẵn có cua đây mình tận dụng cua đồng này, mình nấu bún riêu luôn. Đây, bún riêu thì mình mua được cái bắp chùa heo. À, cái này mình cũng trụng rồi, trụng khử mùi cho nó sạch và cái chất bẩn nó dơ ra hết rồi. Đây huyết, huyết này mình cũng luộc rồi, mua xong mình về nhà mình luộc lại, luộc mình bỏ miếng chanh, miếng muối vô cho nó ra chắc tiết cái dơ nữa. Huyết rất là ngon, và đậu nêm nếm thường thôi. Cái giả cây cua này nó hơi cứng, mình giả cho nó bể rồi mình vô khói xay nó dễ. Ủa, cua đồng ngon quá trời, cua bắt cực à. Cho chút xíu nước vô. Bỏ chút muối vô. Biển luôn kìa ha. Kìa cũng biển luôn. Rồi mình luộc thịt nó ra được kìa thịt. Chứ không có nhuyễn luôn, thịt nó ra ít thịt. Thấy chút gì chứ thịt không á. Xây nhuyễn này ra thịt nhiều. Vậy cua nó non nữa. Đây là dầu điều, cho miếng hành, miếng tỏi vô. Người ta nấu cái thịt này người ta bỏ trực tiếp vô nồi nước dùng như cũng được, nhưng mà mình không thích. Mình làm cái cho nó thơm thế này. Thứ nhất là thơm, thứ hai cục thịt nhìn thấy nó hấp dẫn, nhìn là muốn ăn. Còn mà mình đỡ trực tiếp vô cục thịt cứ tinh nhìn không hấp dẫn lắm. Mình xào cho nó săn cục thịt luôn, nó thơm. Đây, vỏ còn là vỏ cua không, thịt mình lấy ra hết rồi. Đây thịt lên đây. Đây, mình cho hai cái trứng vịt vô. Vịt vô cho nó bám lại, nó nổi lên. Vậy tan trứng vịt luôn. Mình bỏ lên rồi mình đã nấu. Này mình cho cái lửa ghiêu từ từ. Nó sôi lên là mình cho dặn lửa nhỏ lại cho nó ghiêu. Cho nó nổi thịt cua lên. Còn giấc này thịt không à, máy xay nó ra thịt nhiều. Này nó sôi tiêm lên rồi, mình cạo cho nó đừng dính đít. Cạo là nó nổi từ từ, nổi lên, nổi thịt cua lên.
thịt cua nó nổi lên trên mặt nước nước. Mình cạo nhẹ 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 thế này để đừng cho nó dính với đít, nó chìm rồi, nó dính đít nó sẽ khét. Cua cũng cua. Nó bông ghiêu này thì nó cái công đoạn mà làm cái cua này nó hơi lâu. Cái gạch này mình xào ngay cho nó thơm, cái để mình đã vô cái nồi nước dùng của mình là nó sẽ tanh lắm, gạch cua là nó tanh với tanh, nhưng mà mình làm cho nó thơm là thì rất là ngon. Cái nước cũng ghiêu mà không có cái gạch cua này cũng dở. Gạch cua vậy được rồi. Cho qua cái nồi cua luôn. Cua cho qua nồi cua. Thơm luôn đó. Cái bún ghiêu vậy nó mới thơm mới ngon em. Nước này vậy chứ là nước đặc biệt đó nha. Đúng rồi, cái này cua không à. Ngon hay là không, bún ghiêu cua ngon hay không là cua đồng này. Còn mà mình nấu bún ghiêu mình tạo cái mùi tạo cua thì nó không có thơm không ngon đâu. Nước cua này vô. Để trời nó sôi lên cái mình nêm. Cái này thịt xay. Thịt xay trong tủ mình có sẵn rồi, mình lấy ra thịt xay này mình có nêm rồi. Thế giờ mình không cho thêm hạt đồ nêm nữa. Tiêu. Cho ít bột bắp vô. Để vậy cho nó dính lại anh ha. Ừ. Đồ cái điều luôn. Được, mình cho miếng dầu ăn vô. Mình chán cái dĩa này để cho nó dính. Để dính cái cua, hồi mình hấp xong mình lấy ra nó dễ. Vậy mình quanh ha. Ừ, sao nó có thịt nhiều. Lấy hết thịt cua được. Chắc này mình nêm luôn, mình cho ít đường phèn vô. Hạt nêm. Muối. Và bột ngọt. Xíu nữa mình vớt bọt cái bọt này hết luôn. Cái này là ngọt ngắt luôn, cua không. Rồi, vậy được rồi. Rồi mình đem xuống. Cái hành tím với tỏi này thơm luôn. Cho cà vô, mình xào. Đúng rồi, thì mới ngon. Xào dốt hơn không? Ừ, xào dốt rồi đâu, xào chín. Rồi, cay vậy được rồi. Xào huyết chưa? Tới cái nồi nước lèo nó ghiêu rồi luôn. Này ngọt lắm á.
rất là ngon, rất hấp dẫn luôn. Rất là ngon luôn. Vậy được rồi. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Đây, hôm nay ăn bún riêu cua đồng ha. Ngon đi xôi gì? Bạn nó cho, bạn nó xôi cho. Tưởng qua mưa bão vậy, sáng đêm tưởng không đi xôi chứ. Rồi bỏ phân, bạn nó đi xôi về nhiều quá nó cho ít ký chín. Rồi. Thôi rồi. 2 ký giác. Có nghĩa là trừ cái thau 200 g thì cái còn ký 8, cái còn ký 7. Rồi 3,5 kg. Đó, hơi bị nhiều anh coi. Cần mà móc không ăn thôi, móc móc từng ăn 5 kg mà. Cần rồi lụm luôn. Móc rồi từng ăn tới 5 kg lần. Nhưng mà 3 kg này ăn hôm nay ăn chạy đua thời gian nha. Nhiều phút này. 30 phút rồi chứ mà hết không? Trời. Rồi chơi ok, chơi có cái này. Hết nước hết cái nha, rau hôm nay không tính. Có thêm muốn thích rau thêm rồi, thì thêm. Để ra cho người ta thấy người ta làm. Rồi còn 30 phút. Hết nước hết cái luôn. Rồi mời cô chú anh chị các bạn dùng bún riêu cua. Bây giờ cho nghe, chuẩn bị nha, cho từ. Cho xuống ống lại nè chú đi. Để nè, đó. Lên đó đây cua gì để đó đi tính nó sao. Thử cái coi. Cho. Rồi 1, 2, 3, 30 phút bắt đầu. Lụm. Chờ ngày sau đi. Ngon quá không? Ngon rồi, cua không ngon được. Ngọt ngắt luôn á. Nóng rồi rắp. 3,5 kg. Từ từ ra đây.
cua. Đầy cua là nhiều cua. Này có thịt cua có hột vịt không? Có, hột vịt luôn. Nó béo ngon quá. À, cua nhiều, mình nấu nước thì cũng vừa phải, trang cho anh 2 thau còn ăn 4-5 tô nữa là hết. Đầy dừa. Cái nước dừa nó ngọt. Ngọt từ cua luôn. Ngon từ xương luôn. Cảm ơn nha. Thôi là hơi nhiều. Nhiều hơn thao nãy 100 gram. Thao ít 5 phút, thao nhiều 10 phút. Một cái vỏ 15 phút đó mà. Có 15 phút hả đâu rồi? Đây là 5 phút đó. Tao giữ sử dụng mấy cái này hết trơn rồi tao tính à. Thank you.
thầu lau sữa gà dần đây. Không cần uống nước uống gì nữa, tập trung vào chuyên môn quốc leo dần quốc leo dần, bỏ mất thời gian. Giá còn thấy thịt cua luôn, nó ngọt dữ lắm, ngọt. Đây món bún riêu cua đồng này cũng là cái món đặc sản miền Tây, đi đâu cũng có bún riêu cua đồng. Nó nấu cua đồng rất là ngon, không có nấu một cái quá chất hương vị cua. Có cái bột cua để nó nấu riêu, còn mình đây mình nấu là toàn bộ là cua đồng đậm ra để nước để nó ngọt dữ lắm, ngọt ăn thơm ngon. Có 14 phút rồi qua đỉnh luôn bơi, ngọt ăn 14 phút xong quá vậy. Vậy là bóc dữ lắm, còn răng tưởng đâu già hết răng nhìn còn răng. Rồi coi phần thử của anh lên coi. Là sao ăn cái bún riêu cua này cảm nhận nó sao coi? Ngon quá, ngon quá. Cái nước súp nó ngon anh. Ngon, ngon. Thơm không? Thơm. Thơm hả? À, lấy 500 thơm không? Thơm. Hai anh em mình cảm ơn cô ba chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô ba chị bạn sức khỏe, dành ăn chào rồi.